Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định soi kèo bóng đá hôm nay, Trinidad, Tobago và Esara lúc 6 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2021 cúp vàng CONCACAF. Phong độ thi đấu của Trinidad, Tobago và El Salvador ngoài Mexico là đội bóng vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp thì ba đội còn lại ở bảng đấu này được đánh giá không quá chênh lệch. Nên đội bóng nào có được chiến thắng ở lượt trận đấu đầu tiên sẽ được ưu thế rất lớn để cạnh tranh vé đi tiếp. Với Trinidad, Tobago họ có trận ra quân rất thành công, còn El Salvador đây mới là trận đấu mở màn của họ và tất nhiên nhiệm vụ mà đội bóng này hướng tới là một chiến thắng. Ở trận ra quân cách đây 4 ngày, Trinidad Tobago đã xuất sắc khiến nhà đương kim vô địch giải đấu này là Mexico chia điểm sau trận đấu kiên cường với tỷ số 0-0. Trận đấu mà bóng chủ yếu lăn trên phần sân của họ, đây là khởi đầu cực kỳ ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Agüero sau khi bị loại ngay giai đoạn 1 vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua. Cho dù họ đã có được 8 điểm sau 2 trận thắng và 2 trận hòa. Đội tuyển El Salvador đang gây ấn tượng khi xuất sắc vượt qua giai đoạn 1 và 2 tại vòng loại World Cup 2022 để chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối cùng, nơi mà nhiệm vụ của họ phải cạnh tranh với các ông lớn như Mỹ, Canada, Mexico hay Costa Rica để hy vọng giành vé tới vòng chung kết. Càng ấn tượng hơn là thầy trò huấn luyện viên Hugo Pérez đã có khởi đầu rất suôn sẻ tại cúp vàng CONCACAF năm nay khi có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Guatemala ở trận ra quân. Lịch sử đối đầu Trinidad Tobago và El Salvador, Trinidad Tobago thắng 2 hòa 3 thua 1 trong 6 trận hai đội gặp nhau. Trinidad Tobago thắng 2 hòa 0 và thua 0 trong 2 trận liên tiếp El Salvador trên sân nhà. Nhận định kèo châu Á Trinidad Tobago và El Salvador, giải đấu gần nhất mà hai đội bóng này tham dự chính là vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc và Trung Mỹ. Nếu giải đấu này Trinidad Tobago đã bị loại ngay giai đoạn 1 thì bên kia chuyến tuyến El Salvador đã xuất sắc vượt qua giai đoạn 1 và 2 để góp mặt 8 đội mạnh nhất khu vực này. Điều đó ít nhiều cho thấy đẳng cấp cũng như thực lực của El Salvador là tốt hơn rất nhiều đối với đối thủ, niềm tin dành cho họ là có cơ sở. Nhận định kèo châu Á Trinidad Tobago và El Salvador trận này, chọn El Salvador hiệp 1 1/4, chọn El Salvador full time 1/4. Nhận định soi kèo tài xỉu Trinidad Tobago và El Salvador. Một trong những điểm mạnh của El Salvador chính là mặt trận phòng ngự. Bằng chứng là trong 6 lượt trận tại vòng loại World Cup, đội bóng này duy nhất để thua một bàn. Hơn thế nữa, họ vừa giữ sạch lưới trong trận thắng 2-0 trước Guatemala ở lượt trận đấu ra quân cách đây 3 ngày. Hàng thủ của Trinidad Tobago cũng thi đấu rất hiệu quả trước nhà đương kim vô địch Mexico ở trận hòa 0-0. Trận đấu mà họ chỉ cầm bóng 17%. Chính vì vậy rất khó trận đấu này có thể nổ tài. Nhận định soi kèo tài xỉu trận này, chọn tài hiệp 1 3/4, chọn xỉu full time 2, dự đoán tỷ số Trinidad Tobago 0-1 nghiêng về El Salvador hiệp 1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.